quá nhiều luôn, đạn đã bắn trả ra. Forest Man đang đứng giữa lòng địch rồi. Cerberus liệu có thể tranh thủ gạt dò thêm một vài mạng nào hay không đây? Nhưng Subang và Basim đang phải lo cho sự an nguy của mình. Jayer hạ cũng đi được Subang rồi và chỉ còn lại một mình Basim của tôi. Cố gắng lần sau quả smoke này nhưng Jayer đang đẩy sang. Gambia cũng có top 10 dưới các tên về từ Archangel Predator. Jayer confirm đi được bạn của Subang và giờ thì Basim làm gì đây? Vòng xanh đang tụ vào rồi. Basim cần phải nhanh lên trả thêm smoke ra. Nhưng Basim thật sự rất khó khăn để có thể di chuyển vào. Cố gắng gạt dò đi được Jayer và đó là một cú knock out dành cho chúng Basim. Thêm một điểm dành cho các tên đến phía team Cerberus rồi. Nhưng không, đó là điểm dành cho Phoenix nhưng không phải là Cerberus, và Cerberus dừng lại ở vị trí top 9. Quả nết trên tay của Tông Cây sát thương có tới được hay không đây? Khả năng cao là rất khó để tới được, nhưng không, đó là quả nết cực kỳ chuẩn chỉ của anh chàng Tông Cây. Burning nằm lại rồi, quả nết tiếp theo được kéo đến và liệu sát thương có đủ để hạ gục hay không đây? Vâng, và bây giờ thì các thành viên bên phía Golden Cat, nếu như họ không đi được Miracle Gaming thì cơ hội dành cho Phoenix Gaming sẽ là rất lớn. Vâng, vị trí của Burning, người cover cho 3 player còn lại bên phía team Miracle Gaming đã bị hạ gục bởi Golden Cat rồi. Và giờ thì Phoenix Gaming áp lực của họ đang được giải tỏa đi rất nhiều. Victim tiếp tục quay học súng của họ sang bên phía của mình, bên phía team Golden Cat. Nếu như đây là vòng bó thủ ở giữa thì thật sự trận đấu này sẽ trở nên rất hấp dẫn. Và ôi trời ơi, vòng bó thế này thì Victim đẹp quá, rất tuyệt vời luôn. Nhưng Phoenix Gaming thì lại khó hơn khi mà phía trước họ là không có quá nhiều cái khu vực để chạy qua đường được đâu. Nên được trả rất nhiều, cả Flash cũng phải xả súng ra. Doctology nằm lại rồi, và như vậy là Philip cũng nằm lại ngay lập tức, đổi mạng rất hay. Momoji cũng nằm lại và Hertzibus là thành viên cuối cùng MG. Và liệu anh chàng này có làm gì nữa hay không khi mà Hertzibus hạ cùng Swati, nhưng cũng nằm lại ngay lập tức, gieo súng của Kurt và Miraculum Gaming dừng lại ở top 5. Vẫn còn cơ hội top 1 cho các thành viên bên phía team Phoenix Gaming. Tổng ca hạ cũng nhiều không kỳ rồi, nhưng ngay lập tức Hùng Vô Địch xuất hiện. Đập mồ đông nào dành cho vị trí của Hùng Vô Địch, một màn thể hiện quá xuất sắc đến từ tên Hùng Vô Địch. Push confirm đi được bạn của Mark Sonus và ngay lập tức sẽ quét sang bên phía cánh của Golden Cat rồi. Và bây giờ thì bên phía team Victim làm gì đây? Có vẻ như khi mà vị trí của Phoenix Gaming hạ cũng như là Golden Cat thì Victim đang là những người hưởng lợi rồi. Với cái vị trí này, áp lực ở bên phía cánh phải đã được giải tỏa hoàn toàn cho các thành viên bên phía Phoenix Gaming và họ có thể đẩy lên được. Tì nói tiếp tục gạt dò đi được RDK Boss và đó là top 4 cho các thành viên bên phía Golden Cat. Nhưng họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, họ đã chặn đứng được cơ hội top 1 của các thành viên bên phía Victim. Và giờ thì Phoenix đang là những người có lợi thế nhất. Teddy hạ cũng vừa thu được con kèm và đó là top 3 cho các thành viên bên phía team Merlin Mall. Bây giờ là PNG, Phoenix Gaming đối đầu trực tiếp với Victim LG365. Thời điểm này Kurt đang cố gắng bắt tầm nhìn cho mình. Khói ở phía trước là cực kỳ nhiều rồi, màn đang mở cánh phía Victim. Nếu chẳng Kurt có bắt tầm nhìn có khi mà hai thành viên của VTF họ đang mở cánh. Kurt đang là người có tầm nhìn tốt nhất thời điểm hiện tại. Hùng Vô Địch đang có sự chạy thẳng. Trời ơi, một cái chuyện gì vậy? Hùng Vô Địch chạy thẳng về phía trước, khói là không có. Sát thương rất may mắn là Hùng Vô Địch chưa phải nằm lại. Tảng đá này là cực kỳ đẹp cho hai thành viên của Phoenix Gaming. VTF ở thời điểm này họ đang mở dài ra, trải dài theo đường cánh cung. Kurt là người còn lại phía sau, Swati cùng Hùng Vô Địch là những người đang đi đầu. Kurt cần phải kê lại phía bên cánh này, trong khi đó vừa rồi có một pha di chuyển con cực kỳ hợp lý cho Phoenix Gaming. Doctor Logi là người kê lại phía đằng sau cho Swati cũng là Hùng Vô Địch để lên để clear lại và giữ lại cái tảng đá này. Nhưng bây giờ Doctor Logi lại bị nhốt chết ở phía bên ngoài vòng xanh. Swati học được ba rồi, tập bồi động cao dành cho vị trí của Swati. Mình từng chỉ còn lại một mình Hopkins của tôi. Hopkins đổi được bạn của Swati thành công, và bây giờ thì Hùng Vô Địch liệu anh có thể tỏa sáng kịp thời dành cho những người đồng đội của mình hay không đây? Hùng Vô Địch cố gắng còn cho bạn để kiếm ra để lấy thêm một vài điểm dành cho những người đồng đội của mình. Giờ đi Hùng Vô Địch chúng ta thấy rằng giáp cũng hỏng hết rồi, bom biếc cũng không còn nữa, sẽ là một trận đấu skill tay đôi với Hopkins mà thôi. Ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này đây? Màn confirm đi được bạn của Kurt rồi, và bây giờ thì Hopkins tiếp tục confirm đi được bạn của Swati, cực kỳ ngang tàng. Rõ ràng thế này, 1v1, Hùng Vô Địch và cái tên còn lại của Victim. Hãy cùng chờ xem Hopkins và Hùng Vô Địch ai là tay súng cừ khôi hơn đây. Và đây rồi, Hopkins đang từng cái bước chân lặng lẽ mình tiến đến vị trí của Hùng Vô Địch. Hùng Vô Địch có lẽ vẫn chưa được nghe tiếng chân đâu, khi mà lúc này thì lộ ra cái đầu rồi, và rồi nhận sát thương và cũng bắt được vị trí Hopkins ngay lập tức. Anh chàng này cũng không dám đẩy lên khi mà cái sát thương với trên người anh ta cũng đang là khá nhiều. Hopkins vẫn chưa muốn chủ động chơi phía trước. Hùng Vô Địch đang kê ở một cái góc cực kỳ chuẩn chỉ phía Hopkins rồi. Nào hãy cùng chờ xem tay súng nào cừ khôi đây. Xả súng ra ngay, Hùng Vô Địch nhận quá nhiều sát thương buộc phải ngồi lại hồi máu. Trong khi đó Hopkins đẩy thẳng lên phía trước, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Hãy cùng chờ xem Hùng Vô Địch xả súng như thế nào đây. Hãy cùng chờ xem Hùng Vô Địch hay Hopkins là người còn lại top 1 dành cho thành viên của Phoenix Gaming. Đây rồi, top 1 dành cho Phoenix Gaming với một pha xử lý có thể nói rằng cực kỳ căng thẳng đến từ Hùng Vô Địch. Quá bình tĩnh dành cho Hùng Vô Địch, và đó là top 1 với tổng cộng là 15 kill dành cho các thành viên bên phía team Phoenix Gaming. 8 kill đến từ vị trí của cá nhân Hùng Vô Địch, vâng, tôi không thể tin được nữa. Nó quá xứng đáng rồi, và chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau đây phút để đến với game thi đấu thứ hai. Sách đang có bằng giấy nhưng chưa thành công. Lúc này thì Divine cũng đã bắt đầu tranh thủ để di chuyển rồi, một tình huống di chuyển thông minh đến từ vị trí của Divine. Và bây giờ
Miraculum lại trở thành những cái bia hứng đạn cho Divine chứ không phải là Divine đến từ Việt Nam. Mono G đã phải nằm xuống rồi. Và bây giờ Divine thoải mái phi xe vào bom mà không chịu phải những phát bắn của ai cả. Phải gọi là rất thông minh đến từ Divine. Một góc quay xung quanh góc đứng của Divine rất quá là đẹp, không rất chồng, không có bất kỳ nào. Rồi tiếp tục là những thuốc xả súng sang bên phía đối phương. Như vậy là mạng dành cho Soha. Bây giờ thì Soha knock out thêm một người ở bên phía Akezo rồi. Bên phía Akezo đã gặp rất nhiều khó khăn và chịu lại một người cuối cùng mà thôi. Một Nick Gaming cũng đang bắn rất nhiều những luồng đạn bắn từ trên cao xuống. Còn với Critory họ chịu lại một mình Ripple 3. Vâng, chỉ còn lại 5 team và có đến 3 team đến từ Việt Nam chúng ta. Quả nét này nó không vào nhà, rất đáng tiếc dành cho Dr. Logi. Rip 13 đang bị kê, anh ta sẽ bị khép góc thôi. Curse đã di chuyển xuống dưới rồi. Một tình huống mà Rip 13 sẽ bị kẹp. Và liệu Đại Đế có làm được nên một cái vương miện của mình cũng như cái ngai vàng của mình hay không đây? Dr. Logi đẩy vào Rip, Đại Đế không xử lý được trong tình huống này. Nhưng quả nét của Curse lại knock out đi vị trí của Logi. Quá cẩn thận đến từ Phoenix Gaming khi mà Curse không tin vào người đồng đội của mình có thể xử lý được trong pha đó. Bây giờ thì top 1 đã nằm trong tay của các thành viên về phía Divine Spark rồi. Một Nick tự ngáng chân nhau và giờ thì góc đứng của một Nick đang là rất xấu. Các bạn thấy rằng chỉ có một cái nhà vệ sinh mép vòng bò mà thôi. Trong đó Divine vẫn đang còn đến 4 player và họ đang dàn trải một đội hình có thể nói là cực kỳ đẹp về hiện tại. Vẫn còn xe dành cho các thành viên về phía của Divine. Photo và phát SKS đang là không chuẩn xác với cái số 4 này. CJ chọn cho mình hướng đi là đâm đầu vào Phoenix Gaming và đó sẽ là kill cho các thành viên về phía Phoenix Gaming hay không đây? Khi mà CJ đang quá yếu máu, một quả lửa được trả ra. Levis mới là người ăn hàng. Một pha headshot bằng khẩu mini 14 quá chất lượng đến từ Levis in-game leader của Divine. Soha đang kê bên phía cánh trái nhưng vấn đề là góc đó không có ai cả. Divine đang dồn toàn bộ hỏa lực đẩy lên phía của Logi. Vâng, Logi sẽ đối đầu với Nicky. Những tiếng ném nét của Nicky chưa có độ chính xác cần thiết. Và giờ thì quả nét có trúng hay không? Logi bị đông ao rồi. Đây là một tiếng 4m2 đẩy lên hay không? Cây viên Divine đang chiếm hoàn toàn lợi thế trong cái vòng bò này. Vâng, góc đứng của bộ đôi bên phía của Nick đang dần trở nên xấu hơn. Divine mở cánh rất rộng và bây giờ thì Kurt đang lần trong quả smoke của đối phương. Mất một người và Soha là nạn nhân tiếp theo, chỉ lại một người cuối cùng rồi. Kurt đổi được một trước khi nằm xuống và đó là dấu chấm hết dành cho các anh viên bên phía của một Nick Gaming. Tiền rồi nhưng ở một diễn biến nào đó thì Severus xung bang của Hải Saki đã bị knock out bởi Nicky 69. Đây là một cuộc chặn cầu với các thành viên bên phía team Merlinmore. Và giờ Severus gặp khó, họ mất đi hai người và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem. Và các thành viên của bên phía Divine cũng đang bắn theo với cả Phoenix, có quá nhiều tình huống bắn theo trong tình huống này và Divine gần như họ cũng đang mất hoàn toàn các player. Phoenix đã có quá nhiều lợi thế rồi và bên phía của Severus cũng gặp khó. Divine dừng lại ở vị trí thứ 16, khu vực Binance đã bị chiếm rất nhanh bởi Phoenix rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy khi mà Divine đã bốc hơi quá sớm rồi? Severus Brazil vậy là được tha rồi, Brazil được tha và quay trở lại báo cho đội của mình là Merlinmore đã đi rồi. Hãy lấy xe đi ngay. Và như vậy là Severus tiếp tục bị xấy thuyền. 74 lần một cùng Tony nằm lại giọng súng của Burning. Tiếp theo đó thì anh Quân phải cẩn trọng thời điểm này. Xấy từ phía Mông gì nhưng may mắn là súng đã hết đạn rồi. Và tiếp tục xấy và như vậy là anh Quân cùng Mèo cũng phải nằm lại. DIC bị loại ở top 15 mất rồi. Trái là Archangel Predator và cả Phoenix Gaming bên nữa họ vẫn đang chưa phát ra được cái sự khó chịu đến từ bầu vũ, cũng như là có thêm một tình địch nữa là QC4 Horseman vẫn phải đang cực kỳ khó chịu khi kê từ cái góc cửa sổ của nhà vừa rồi. Thì họ bố giá năm lại giọng súng của Dr. Logi. Bây giờ Suati muốn đẩy vào, anh ta muốn gạt đi vị trí của ai đây khi mà rất nhiều người nằm lại như Purple Moon dừng lại top 10 và Gregory anh chàng ai kia đã bắn hạ gục được Suati rồi. Ba player còn lại của Angel Predator đẩy đi đâu đây thì mà chúng tôi đã chia hết nặng súng vào các bạn rồi. Thêm một tình huống bắn nữa tới từ Fergus nhưng vẫn chưa đáp được đối phương. Merlinmore dừng lại vị trí thứ 8. Marudo có cho mình các bạn của Cap rồi. Và bây giờ thì Archangel Predator chỉ còn lại hai người mà thôi. Đang có một tình huống mở sang phía góc khác tới từ bộ đôi này. Nhưng nét là tốt tới từ cái tên Rip 113. Còn lại một mình CJ18 trong căn nhà trời nhỏ. Cơ hội quá lớn. Và bây giờ thì Curse lại đốc out đi IQ 500. Bắn ngược sang từ hướng còn lại. Victory họ làm gì đây? Và vòng bom tiếp theo thì hãy không nói đến QC Bossman nữa. Bởi vì họ đang quá là đẹp rồi. 6, Miraculum đang phải đẩy vào khi mà họ đang bị đốt ở ngoài khu vực Blue Zone. Momoji đã phải hạ gục rồi. Cùng với đó thì Miraculum có vẻ như là đang được cứu thành viên của bên phía mình. Nhưng thôi, dấu chấm hết ở đây, đó là Chop Chap.
Tạm thời thì đây sẽ là cuộc chiến giữa Việt Nam và Thái Lan ở trong mắt yếu sản động này. Tin nói lóc áo của Maruno. Và một tình huống confirm là nhanh tóc cả có cho mình cái bảng của Fergus rồi. Vị trí vào bò của bên phía team Summoners là quá khó khăn và chỉ còn lại một mình vị trí của Ripple 3 thôi. Rip ơi làm gì đi, Hùng vô địch xuất hiện ở đây. Espin đã phải nằm xuống. Phoenix đang muốn bắn sang nhưng Glittery dừng lại vị trí thứ tư. Và các thành viên của bên phía team Phoenix, Hùng vô địch đang có cho mình tình huống confirm kill rồi. Hãy đẩy xuống phía dưới khu vực mà bên phía Phoenix họ đang muốn vào. Đó là vị trí an toàn ở trong bò. Đây là vòng bò thứ 8 rồi. Và nó sẽ rất vất vả dành cho các thành viên ở Phoenix Gaming. Rõ ràng thời điểm này thì gây ra giao tranh rất nhiều các team thi đấu. Nên khi vòng bò đã rất nhỏ rồi. Xấy từ phía cửa Maxonus nằm lại giọng súng của Game 3. Như vậy lại thì Thái Lan bắt đầu gặp chạm chán với nhau rồi. Và như vậy Maxonus cũng đã nằm lại rất nhanh. Bây giờ thì liệu có pha công nào Phoenix Gaming còn không? Đó là QC Boseman. Xoa tìm bắn hạ cùng với Drop Gap. Còn hết quá chân chỉ tông cây. Và như vậy QC Boseman nằm lại ở top 3. Bây giờ Phoenix Gaming họ đang ở thế là thiên thời địa lợi nhân hòa. Người ông đắc lợi là rõ rồi. Nhưng Golden Cat họ cũng biết được tình hình. Hùng Vô Địch đang bị nốc. Liệu đồng đội cứu được kịp thời không khi mà vị trí của Golden Cat đang rất đẹp ở thời điểm này. Vòng bó tiếp tới thu vào thì tất cả các tuyển thủ ta sẽ phải chạy thẳng vào tâm bo. Quả nết quá chân chỉ Logi đã cũng được tôn cây rồi. Vâng, bây giờ thì lợi thế dành cho chúng ta khi mà các thành viên của Golden Cat họ phải tập trung vào để cứu đi vị trí của Tông Ta. Tình huống bây giờ vẫn sẽ là 4v4 mà thôi. Tông Ta vẫn chưa có một ai được cứu cả. Và giờ Hùng Vô Địch nằm xuống tóc tô lô chi và xoan đi liên tiếp bị knock out. Có vẻ thì chỉ còn lại một mình vị trí của Ghost thôi. 3 điểm dành cho các thành viên của bên phía Golden Cat rồi. Và đó là dấu chấm hết dành cho Phoenix. Bốc 1 thuộc về bên phía Golden Cat đại diện tới từ Thái Lan. EIC đang đứng đằng sau Cerberus và trước mặt Cerberus vẫn còn một team thi đấu khác. Victim thì bằng cách nào đó họ đang có thêm một khu nhà rất đẹp rồi. Và như vậy vòng bò đang thu vào. ACM cùng Monoji lần lượt gạt đi bởi Toyu vừa lướt đó CP. Các đại diện của Thái Lan đang gạt đi đại diện của Philippines rồi. Bây giờ EIC muốn công lên khu vực nhà của Cerberus. Nhưng liệu Cerberus có nhận ra được điều này hay không? Smell vừa ra khỏi nhà nằm xuống ngay bẻo cứu của đó không. Chính xác Smell có mạng 3 siêu. Và lần lượt từng người một Cerberus cùng với đó EIC nằm xuống. Bây giờ Smell còn lại chút ít máu. Anh ta là người cuối cùng và cũng nằm lại rồi. DIC dừng lại ở top 14. Vâng, DIC đang rất chốc trong ngày hôm nay. Nhưng đó là quả nết của Smell. Trước khi chết tôi đã nhìn thấy nó. Tôi đang định nói thì quả nết nổ. Và như vậy là Cerberus cũng phải đi theo các thành viên bên phía của team DIC mà thôi. Một tình huống Smell chơi rất mùi mẫn. Và đây các thành viên phía team Golden Jacket tiếp tục cày kỳ ở vị trí Phoenix Gaming khi mà Doctology là người nằm xuống rồi. Nằm chỉ còn mỗi một cái nhà vệ sinh khi mà đến từ vị trí mà An xoay sở thôi. Flash đang kề dưới gầm rồi và Banana One đã được cứu dậy. Và bây giờ Jomon sẽ rảnh tay ở vị trí Flash. Một góc kề khá điểm khiến cho Ma An không thể đi ra được khỏi nhà. Và thôi xong, Ma An sẽ bị gang bang ở khu vực nhà này mà thôi. Chạy đi đâu còn sâu rầu. Và như vậy 9 kill dành cho thành viên phía team Daystreet Gaming. Và giao tranh thủ gần quá to. Và như vậy tiếp theo là những mạng gạt giò từ phía các thành viên của Golden Cat. Xích Sách cũng làm rất tốt cái vai trò của mình. Ở thời điểm này còn lại 6 team thi đấu và 16 tuyển thủ mà thôi. Bây giờ ở giữa bò có đó là ôi bằng cách nào Creatory còn lại được vị trí nhằng Fergus nhỉ. Và Maxonus vừa nằm dưới ống súng của Jowman. Jowman bắn quá tốt rồi, 10 kill, killing spree hoàn toàn. Bây giờ Golden Cat còn lại 2 thành viên. Tông cây sấy rất tốt, Banana One nằm lại. Bây giờ thì còn lại ai đây? Khi mà đây chết đã dừng lại top thứ 6 rồi. Tông cây hạ gục killer hoàn toàn. Fergus ở ngay cạnh đó, ngay trước mặt con Meow nhưng không bao giờ check. Rõ ràng chúng tôi nằm ở giữa đường, các ông không thể nào ngờ tới. Và đặc biệt những cái bụi cỏ mắt săn hốc này nó vô cùng cao. Gop Meow chưa biết được điều này. SD vẫn đang nhảy check. SD không biết Gop Meow đi qua rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc là các thành viên bên phía của team Golden Cat, không, chính xác hơn là các thành viên bên phía team Buriram United, họ sẽ không check sau nữa và Fergus sẽ tiếp tục an toàn mà thôi. Bây giờ câu chuyện đang được nói đến đó là Buriram và các thành viên của đó là Archangel. Em hãy nhìn ra vị trí của Fergus. Ui đấy, cỏ cực kỳ cao. Rõ ràng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chúng tôi là Việt Cộng. Mà Việt Cộng thì sao? Việt Cộng ở trong rừng bác bó như thế này thì đối thủ làm sao mà nhìn thấy được, đứng ở giữa vòng vây của đối thủ. Việt Cộng 666 ở đây thì những góp meow, những SD không biết được luôn. Fergus đây lấy rồi. Được mạng góp meow rồi. SD vẫn chưa biết được rằng là vị trí Fergus ở đâu. Vâng, SD vẫn mất khoảng tầm 10 giây để định hình được rằng xem là đâu. Không biết ở đâu cả. Và Fergus vẫn đang chơi trốn tìm với các thành viên bên phía của team Archangel Creator cũng như là Buriram United mà thôi. SD hoàn toàn bất lực trong pha xử lý vừa rồi.
và tất cả team hero sẽ phải chạy thật nhanh vào giữa, nhưng Arc Angel vẫn còn ở đây. Buridan vẫn phải muốn đối đầu trực diện và hiện Rara nằm lại với họng súng của Cap. Thế này Cap muốn đẩy lên, SD ở ngay phía cục cây trước mặt rồi, có xây hết không? Như vậy là gạt giò trước, lấy điểm kill trước và Forgot bắt đầu đứng lên để chơi. Bây giờ chạy về phía bên trái của các đồng đội mình là cánh viên Arc Angel Predator. Bây giờ thì Forgot vẫn đang nằm ở cây hồi máu và hồi máu kịp thời, nhưng Gregory vẫn dừng lại ở vị trí top 3. Buridan bây giờ có lãnh chàng SD ở sát khói nhưng bị bắt lại, và như vậy cái top 1 này gọi tên các thành viên của Arc Angel Predator. Chỉ cần những quả smoke là Tony sẽ có cho mình những cái góc kê có thể nói là ổn hơn. Hùng vô địch vừa rồi hạ gục Sippy và toàn bộ đội hình của Pomod đã bị clear bởi Hùng vô địch. Vâng, rất bất ngờ khi mà các thành viên bên phía của team Phoenix Gaming đã vượt qua được một chướng ngại vật rất khó mang tên Pomod tuyệt vời dành cho Phoenix Gaming. Thì căn nhà đó hoàn toàn các thành viên bên phía DIC có thể đẩy sang, tiếp tục là double kill dành cho vị trí của Tony. Tony đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình và hai người đồng đội của anh đang đẩy sang để hỗ trợ cho Tony rồi. Game Hope cũng đang bắn trả sang, nhưng bây giờ thì Arc Angel chỉ còn lại một người trong tiểu này thôi. CJ18 hạ gục với anh Quân và ngay lập tức là một tiểu counter kill, chỉ còn lại một mình CJ18 thôi. Nhưng DIC cần phải cẩn thận trong tiểu này. Bây giờ thì có quả đết được đem sang rồi, đó là quả đết chất lượng dành cho Spell. Một pha xử lý cực kỳ hay đến từ Tony. Một vết ba mà Tony đã làm quá tốt, nhưng bây giờ thì Divine đụng độ các thành viên team Cybernus. Có vẻ như Divine không biết rằng là ở đây có người, và rồi tát ra đến từ Hải Saki, bắn vào là rất nhiều, đẩy xuống đến từ Buroi Toto. Có làm đây không đây? Một quả đết được đem ra, nhưng có vẻ những các thành viên Cybernus đang muốn bỏ vị trí này đi. Những tình huống trả bom của họ đang không có độ chính xác cao hơn thiết. Và bây giờ quả nết của Divine là chất lượng hơn rất nhiều. Bad Guy là đạn nhân đầu tiên, nhưng Nicky cũng nằm xuống rồi. Subang đã quyết định công sang. Bây giờ thì Subang knock out được Toto và trở lại một người cuối cùng mà thôi. Có vẻ như đó là Nam Si. Một vết hai từ Nam Si. Nam Si đang rất cố gắng nhưng có làm được hay không đây? Và đó là dấu chấm hết dành cho Divine Sport. Cơ hội giành chức vô địch của họ cũng đi theo mây gió luôn với tình huống combat này. Một quyết định có thể nói là rất cục dành cho các viên DIC. Có vẻ như căn nhà của họ đã ao bò rồi. Spell đang đẩy lên. Giờ thì các viên biên phía Buriam đang có góc bắn. Rất may là không có một ai của DIC bị nốc cả, nhưng Smell đang lao qua cả đội hình của Vix Team. Có vẻ như sẽ là một câu chuyện khó khăn để cho Smell. Smell đã lạc với những người đồng đội rồi. Trong khi đó thì Tony đã áp sát được khu vực địch rồi. Vâng, DIC Smell tông thẳng vào trong bo. Dù vàng vừa rồi cũng đã kết thúc được player cuối cùng của Angel Island. Với Tony thì anh sẽ làm được gì trong thiếu này đây? Tony lộ rồi, Game Home đang bắn chẳng sang tiếng của Tony. Và đó là mạng dành cho vị trí của nước Mỹ. Severus cũng đang đụng độ với các thành viên bên phía team Creatory nữa. Rất khó chịu, quá nhiều team giao tranh nhau. Chúng ta nhìn thấy rằng vị trí này đang có đến tận 3 màu. Và giờ thì các thành viên bên phía DIC, Smell hạ cũng như là Maxonus rồi. Zigu confirm mạng của Tony. Và cuối cùng thì tông cả của Golden Gat kết thúc thì được Smell. Top 9 dành cho các thành viên bên phía DIC. Và giờ thì Golden Gat cũng bắn trả sang còn đội hình của bên phía team Buridam nữa. Đây chắc chắn là một tiếng mà bộ đôi Cyberus cần phải công vào vị trí của Teddy. Trong khi đó thì các anh viên phía MG đang quáng chạy bóng bò. Chạy thế nào được đây khi mà có đến 3 họng súng của Game Home đang kê trước. Smoke được giải ra thành một con đường, nhưng như vậy là chưa đủ để các anh viên phía MG có thể đẩy được vào bò. Vẫn đang có người cover phía sau, nhưng quả nết là chất lượng đến từ vị trí của Nelty. Momoji ở nạn nhân đầu tiên, nhưng vẫn còn đó là một con mồi ở phía sau. Các thành viên bên phía của team MG vẫn đang cố gắng chống trả nhưng không thể được đâu. Trong khi đó thì Teddy đã bị knock out về quả nết của Hải Saki rồi. Cả hai cánh đang ấp vào và đây là một trận đấu quá nhiều lợi thế dành cho những đội tuyển đến từ Việt Nam. Bộ đội của Cybernus đang đẩy lên và chỉ còn lại một mình Boss bên phía của Vix Team mà thôi. Hechibus vừa rồi đã thả chết chứ không chịu hy sinh, nằm ở ngoài bò và bị đốt chết. Và bây giờ, vâng, Game Home nhìn thấy rồi và pháp kết thúc được Boss bên phía của team Vix Team. Chỉ là các thành viên bên phía team Cybernus rồi. Bắt đầu ném cả nết cả flat sang đến cho các thành viên Game Home. Subang đổi được một bạn nhưng ngay lập tức pháp xuất hiện. Và giờ thì chỉ còn một mình Hải Saki mà thôi. Hải Saki làm gì đây? Bắn yếu đi được pháp rồi. Nhưng Game Home đang đẩy là rất đông. Pháp còn phần bạn của Subang và chắc chắn Hải Saki không thể có cơ hội trong tiểu này được. Và đó là một cái top 1 với tổng cộng là 10 kill dành cho các thành viên bên phía team Game Home Esports. Vâng, vào cuộc nhà đi học muộn này thì chúng ta có tới 4 cái tên của Cerberus. Phía đối diện họ đang là các thành viên về team Arc Angel Predator và Vic Team LG365 di chuyển ngang qua đây rồi. Như những bầy ong vỡ tổ vậy, chúng ta có thêm Game Home, chúng ta có thêm đó là Buriram United và Mad Dog lấy được cái mạng của Nam Si rồi. Các thành viên phía team Arc Angel Predator đã ngửi thấy mùi của thành viên phía team Divine và TD. Đó là TD phải nằm xuống rồi.
Và bây giờ thêm cái tên Nara của Buriram United nữa. Pháp là người có kill, Nancy không thể được cứu. Và bây giờ game home đẩy lên vào vị trí của Buriram. Và Buriram đang gãy được cô Nancy, tiếp tục phải nằm lại mà thôi. Zivu có một tình huống xử lý tốt và bây giờ sẽ trả ra quả smoke để che đi tầm nhìn của đối phương. Gọt Miao được cử về đây cùng với vị trí SD. SD ngay lập tức phải nằm lại mà thôi. CJ 18 có được mạng của SD. Curse bị knock out. Một tình huống Subang xử lý tốt và Phoenix mình tạm thời bị mất đi mình là một người. Vị trí thủ nhà ở Memo này đang có quá nhiều team. Phoenix mất đi hai người rồi. Vâng, giờ thì khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà Phoenix cảm thấy run sợ hơn bao giờ hết. Defy cũng bị hạ gục bởi đi vị trí của Nam C. Và Soati tham mình đang là sai. Vâng, đang đẩy lên rất nhanh tới từ Hải Saki rồi. Nết cũng sẽ được ném ra. Vị trí của Hải Saki đang sủi. Severus đang liên tiếp ghi điểm. Archangel Predator có trong mạng của Defy. Nhưng Soati vừa rồi đã làm cái gì vậy? Mạng dành cho Hải Saki, nhưng IQ 500 đã đổi mạng Hải Saki rất nhanh. Nhưng đó lại là cái tên Crypto Reaker. Và giờ thì Phoenix Gaming dừng lại ở vị trí thứ 75. What the hell, một tình huống mà Suhati anh ta băng qua quả smoke làm smoke rival và anh ta bị mất phương hướng. Anh ta không biết được rằng Hải Saki đang đó, không khác gì một tình huống là lại ông ở vùng này cả. Phoenix Gaming đã phải rời bỏ cuộc chơi rồi rất sớm và tung thứ 15/16. Anh nhớ không nhầm là họ không có kill. Và có một quả smoke trả ra ở khu vực Tony, vô tình nó lại che đi cái tầm nhìn của Homoya. Homoya không biết được điều này. Và bây giờ đó là Miraculum dừng lại vị trí top thứ 12 rồi. Spell vẫn đang còn tap vào vị trí đôi hình của các thành viên phía team Game Home. 74 là một yếu rồi. Homoya bắn vào, Homoya lấy được mạng của Spell. Homoya bị bóng bò đốt rồi. 74 là một đang yếu. Và bây giờ có quả nết timing là tốt trả vào vị trí của 74 là một. Và thôi xong rồi em ơi. Và bye bye 74 là một có quả nết thứ hai được nhồi vào. Homoya chết nhưng 74 là một thì cũng nằm mà thôi. DIC họ mất quá nhiều người cho tình huống này, mất thêm cả anh quân ở tuyến trước. Và như vậy Tony là người còn lại cuối cùng. Cái tên Homoya đến từ Thái Lan quá chi chá trong ván thi đấu vừa rồi. Anh quân đang phải ôm bụng nhưng ta đang nghĩ rằng là DIC. Và như vậy thì top 9 cho DIC trong game thi đấu này. Victim LG 365 còn lại hai người và đang hưu máu. Không có kill. Vâng, Golden Cat đang ở một vị trí rất nguy hiểm rồi. Và bây giờ thì có cả các thành viên của Pretty Monster nữa. Golden Cat knock out vị trí của bên phía team Victim và liên tiếp là điểm rồi cho họ 6 điểm rồi. Và bây giờ họ đang ở vị trí top 7. Có vẻ như mọi thứ đã chấm dứt. Chúng ta đang không còn một hy vọng nào trong team Mix nữa. Vâng, thực sự là những pho thi đấu cuối như thế này thì càng xem các thành viên bên phía là họ bắn lại càng chắc tay hơn. Và Tông Ca KS được cái mạng của Zayer. Mad Dog anh ta lấy được mạng của Gem 3. Và bây giờ sẽ là một pha đôi công giữa Golden Cat cũng như là các thành viên Team Angel Creator thôi. Trả một tình huống đó là 3v3 khi mà ở đây Angel Creator đang bị knock out cho mình là một người. Và Golden Cat họ bắn thực sự là rất chắc. Hãy nhìn một cái cách của Six Sách cũng như là Tông Ca xử lý tình huống đi. Và Angel Creator đây anh nghĩ là họ cũng không có nhiều cửa để có thể chơi lại với vị trí Golden Cat đây. Bây giờ Golden Cat này, hãy nhìn vào vị trí của Maxonus. Anh đã đẩy ra một khu vực quá đẹp cùng với vị trí của Six Sách. Maxonus sẽ là key player cho tình huống này. Tông Ca bị knock out nhưng không sao cả. Đó sẽ là một phép thử để cho bên phía Golden Cat thôi. Nhưng mà Six Sách mới là key player, Six Sách xử lý. Và anh ta giấy được knock out vị trí Killa. Và anh ta confirm luôn vị trí của Killa. Nhưng mà Maxonus cũng phải nằm xuống rồi. Six Sách sẽ phải 1v2 cho tình huống này. Và bây giờ Six Sách sẽ cần phải thể hiện được bản lĩnh của mình. Một key player đến từ vị trí Golden Cat. Và bây giờ Six Sách xử lý, anh ta không xử lý được. Và cuối cùng đó là top 1, 11 kill dành cho Archangel Creator. Golden Cat về ở vị trí top 2. Khá đáng tiếc dành cho các đội tuyển Việt Nam. Cái tên DIC